Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thuế và chính sách thuế do Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về công tác triển khai các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp tại phòng kê khai và kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế. Phần tư vấn chính sách thuế sẽ chuyển tải đến quý vị và các bạn quy định chỉnh của Nghị định số 41 ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. quý vị và các bạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời gian qua nhiều chính sách hỗ trợ đã được ban hành, trong đó đáng chú ý là chính sách gia hàng nộp tiền thuế và tiền thuế đất, hỗ trợ hộ kinh doanh cả thể, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Việc triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, từ đó tăng cường hiệu quả công tác kê khai nộp thuế, ghi nhận về nội dung này tại phòng kê khai và kế toán thuế cục thuế tỉnh thừa thiên huế Đến thời điểm này, chính sách hỗ trợ chính dành cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh, bao gồm Nghị định số 41 ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, gia hàng nộp tiền thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất thuộc kỳ tỉnh thuế tháng 3, 4, 5, 6 năm 2020 cho các doanh nghiệp tổ chức có doanh thu trong 29 nhóm ngành nghề lĩnh vực, chịu tác động trực tiếp của dịch bệnh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Gia hàng nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân thuộc kỳ tính thuế quý 1 năm 2020. Tiền thuê đất phải nộp kỳ 1 năm 2020 cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. Nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có nội dung liên quan đến công tác quản lý thuế. Đó là cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ do Ủy ban dân xã chuyển đến để thẩm định hồ sơ. Nếu thuộc diện hỗ trợ, hồ kinh doanh cả thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, được hưởng khoảng hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng, tối đa không quá 3 tháng, tùy theo mức độ ảnh hưởng. Nghị quyết số 954 ngày 2 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng một tháng, 132 triệu đồng một năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một tháng. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, phòng kê khai và kế toán thuế đã cùng với các đơn vị chức năng khác, cả Cục thuế Thừa Thiên Huế, kịp thời triển khai các công việc liên quan để đưa chính sách vào thực thi cơ quan thuế tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đầy đủ nội dung chính sách giá hàn nộp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân tiền thuế đất theo nghị định 41 và nghị quyết 42 của chính phủ cho người nộp thuế hướng dẫn người nộp thuế giá hàn theo phương pháp cộng thông tin điện tử nộp qua đường bưu điện nộp qua một cửa tạo điều kiện cho người nộp thuế giá hàn nộp thuế có thể nói những chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời đã góp phần giúp nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Song trong khó khăn đó cũng có một số doanh nghiệp tìm cho mình một hướng đi thích hợp để duy trì hoạt động, thậm chí vẫn đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần dệt may Thiên An Phú là một trong số ít đó. Đây là doanh nghiệp may mặc có quy mô lớn ở Thừa Thiên Huế với 38 chuyển may và 1.400 công nhân hoạt động tại khu công nghiệp Phủ Đa, huyện Phủ Vang từ năm 2014 sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu đi thị trường mỹ theo lãnh đạo đơn vị trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp doanh nghiệp đã chuyển sang sản xuất khẩu trang kháng khuẩn đồng thời sản phẩm chủ lực là hàng may mặc dùng hàng ngày ở nhà nên đơn hàng vẫn được duy trì đều đặn không chỉ những gói hỗ trợ do nhà nước ban hành mà chính những điều kiện thuận lợi được cơ quan thuế thừa thiên huế tạo cho doanh nghiệp trong quá trình kê khai nộp thuế hoàn thuế điện tử đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian giảm chi phí đẩy nhanh tốc độ thanh toán đơn hàng từ đó tạo giá trị gia tăng lợi nhuận trong quá trình sản xuất xuất khẩu đây chính là yếu tố quan trọng giúp thiên an phủ đứng vững sau dịch bệnh thậm chí đạt tốc độ tăng trưởng khá cao nếu như năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 7 triệu đô la Mỹ thì dự kiến năm nay tăng lên 12 triệu. Nộp thuế năm 2019 3 tỷ đồng thì năm 2020 khả năng nộp trên 10 tỷ đồng. Khi mà các chính sách của nhà nước về hỗ trợ dịch bệnh thì đối với Thiên Phú phần một cũng rất là mừng là đã được chính phủ quan tâm cho doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp may nhưng về thể mạnh của thiên phú trong cái dịch vừa rồi gần như sản xuất vẫn được duy trì và phần không nghỉ một ngày nào. Tính đến thời điểm hiện tại, cục thuế thừa thiên huế đã tiếp nhận 1.436 giấy đề nghị gia hàng tiền thuế và tiền thuê đất, trong đó 1.194 giấy đề nghị gia hàng của doanh nghiệp, 242 giấy đề nghị của hồ cá nhân kinh doanh. Qua kiểm tra và đánh giá thực trạng, cơ quan thuế đã tiến hành gia hàng số tiền thuế và tiền thuê đất 158,3 tỷ đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng được gia hàng là 79,3 tỷ đồng. Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hàng là 46,9 tỷ đồng. Tiền thuê đất được gia hàng là 29,1 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân của hồ và cá nhân kinh doanh quỹ 1 năm 2020 được gia hàng là 2,8 tỷ đồng. Phòng kê khai và kỹ toán thuế đã triển khai các giải pháp công nghệ thông tin nhằm đảm bảo tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời, tự động hóa cao trong các khâu tích hợp, phân loại, thống kê, xác định nghĩa vụ với ngân hàng nhà nước của người nộp thuế. Từ đó tổng hợp, theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước khi hết thời gian gia hạn. Hỗ trợ các doanh nghiệp kịp thời theo nghị định 41 của chính phủ, chủ động phối hợp với cơ quan trên địa bàn để hướng dẫn cho các doanh nghiệp đảm bảo hồ kinh doanh đúng chính sách, đảm bảo xử lý kịp thời, nhấn chóng, chính xác, hiệu quả. Như vậy cùng với toàn cơ quan thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, phòng kê khai và kế toán thuế đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước trên địa bàn mình quản lý. Bên cạnh đó, những nỗ lực trong việc đưa hoạt động kê khai nộp thuế hiện đại dễ thực hiện đã tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Song công tác quản lý kê khai và hoàn thuế được thực hiện chặt chẽ theo đúng luật quản lý thuế sự đồng hành ủng hộ của cơ quan thuế nhất là trong giai đoạn khó khăn đã được các nhà đầu tư các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh ghi nhận và đánh giá cao Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tư vấn chính sách thuế kỳ này, chúng tôi xin trích giới thiệu các nội dung chính của Nghị định số 41 ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất áp dụng cho cả đối tượng chính phủ áp dụng gia hàng thời hạn nộp thủy và tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tổ chức tín dụng ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch covid 19 chính phủ quy định chi tiết các đối tượng trên tại điều 2 của nghị định này Thời gian gia hàng, thuế giá trị gia tăng, trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. Thời gian gia hàng 5 tháng đối với sổ thuế giá trị gia tăng phạt sinh phải nộp của kỳ tỉnh thuế tháng 3, 4, 5 và tháng 6 năm 2020 và kỳ tỉnh thuế quỷ 1, quỷ 2 năm 2020. Theo đó, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tỉnh thuế tháng 3 năm 2020 chấm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020. Tương tự thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng từ tháng 4 năm 6 sẽ lần lượt là 20 tháng 10, 20 tháng 11, 20 tháng 12. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tỉnh thuế quỷ 1 và 2 năm 2020 lần lượt là 30 tháng 9 và 30 tháng 12 năm 2020. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp cùng gia hàng 5 tháng, đối với sổ thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp theo quỹ toàn thuế của kỳ tỉnh thuế năm 2019 và sổ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quỹ 1 và quỹ 2 của kỳ tỉnh thuế năm 2020 của doanh nghiệp. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hội gia đình cá nhân kinh doanh phạt sân phải nộp trong năm 2020 được gia hàng chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đối với tiền thuê đất, gia hàng thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức hội gia đình cá nhân thuộc đối tượng quy định nêu trên đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn cũng là 5 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020. Người nộp thuế cần gửi giấy đề nghị trước ngày 30 tháng 7 năm 2020 nhằm hỗ trợ nhanh nhất cho người nộp thuế, nghị định đã giảng lược thủ tục bằng cách người nộp thuế thuộc nhóm đối tượng được gia hàng chỉ phải gửi giấy đề nghị gia hàng nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu tài phù lục của nghị định cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ cả kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hàng cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Tất cả các thủ tục gia hạn đều phải nộp trước ngày 30 tháng 7 năm 2020 mới được tỉnh gia hạn. Nếu nộp sau thời hạn quy định, người nộp thuế sẽ không được gia hạn. Trường hợp dạy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc theo quý, thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020. Cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của cả kỳ phản sinh được gia hạn trước thời điểm nộp dạy đề nghị gia hạn trường hợp người nộp thuế được nhà được cho thuê đất tại nhiều địa bàn khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm sao gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế nơi có đất thuê trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cứ giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cơ quan thuế không tính tiên chậm nộp đối với sổ tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn, bao gồm cả trường hợp giấy đề nghị gia hạn gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý, chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020 chuyên mục thuế và chính sách thuế của đài phát thanh và truyền hình thừa thiên huế đến đây là kết thúc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chuyên mục lần sau